Dạ vâng, thân mến chào toàn thể quý khách yêu thanh trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2024. Ở trong clip này thì em sẽ giới thiệu và đăng bán về những cục đẩy bãi ba kênh đến từ thương hiệu Eric. Và như các bác cũng đã biết, ở trong clip trước thì em đã giới thiệu về lô đẩy này. Tổng cái số lượng lô đẩy này bên em về được 30 con. Và trong ngày hôm nay thì anh em thợ bên em đã vệ sinh được hơn 10 con. Cái lô này về thì bao gồm có các mã như là 2002, 2008, 3006 và duy nhất có một con là mã 3009. Vâng, vậy em sẽ đi qua chi tiết và báo giá về từng loại. Các bác có nhu cầu mua mã nào hoặc cần tư vấn, hãy vui lòng liên hệ bên em qua số điện thoại là 0826252688 hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại khu phố Nẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test trực tiếp về những con đẩy bãi ba kênh của thương hiệu Eric. Vâng, và trước mắt các bác đây là những con đẩy bãi ba kênh của thương hiệu Eric đã được vệ sinh sạch sẽ, test chạy ok. Chỉ đợi các bác là chọn cái mã nào là bên em sẽ test lại một lần nữa và cho lên đường để phục vụ các bác. Và cái mã đẩy đầu tiên em sẽ giới thiệu là cái mã là 2022 mã. Ở đây là hình thức mặt trước của đẩy. Ở clip trước thì em có giới thiệu là cái lô đẩy nào về chưa vệ sinh thì nó còn bụi bẩn. Đấy, như qua công tác vệ sinh, spa làm đẹp, thổi bụi sạch bên trong thì những con đẩy này nó đã được đẹp như này. Đó, đảm bảo về cái độ thẩm mỹ khi các bác về chơi trưng bày nó sẽ rất là đẹp. Con này là 2002 các bác nhé. Con này là 2008 và con bên này là 3006. 3006 thì có con có tên là Eric và có con tên là Loda. Thì hai cái tên này thì nó là một thương hiệu và hình thức mặt trước thì như nhau và ruột cũng như nhau. Em sẽ quay về cái phần nội thất bên trong của con 2002 trước. Và đây là các linh kiện bên trong của cái mã 2002. Ở dòng này thì nó sử dụng là biến áp xuyến và biến áp của con 2002 này thì chiều ngang của nó khoảng 16 cm các bác nhé. Và chiều cao của nó thì gần bằng mặt. Ở đẩy này là size 3U, ở đẩy có chiều cao là 13 cm thì cái biến áp này nó cũng cỡ khoảng 12 cm rồi. Nó có chiều cao là 12 cm. Ở phía sau này là cầu diode được bắt ở trên một cái thanh nhôm này. Đây có 4 con cầu diode màu đen các bác nhé. Đây, dành cho hai vế này. Và tiếp đến là khối tụ lọc nguồn. Ở những cái dòng đẩy này, những con đẩy này thì đều sử dụng là 12 tụ lọc nguồn. Những cái mã 2002 thì thường sử dụng tụ là 80V. Tụ dung lượng 80V, 10.000 microfarad. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tụ còn rất là phẳng là đẹp. Tụ gần như phẳng như mới tinh các bác nhé. Và phía sau này là cái vỉ xử lý phần âm sắc tín hiệu đầu vào. Con đẩy này thì có mạch cắt cốt sẵn ở trên cái vỉ xử lý tín hiệu đầu vào luôn các bác nhé, dành cho kênh súp. Đây, các bác chỉ cần cắm tín hiệu ở kênh led ra trái phải, là cái đường led ra trái phải từ trên vang xuống qua hai đường này. Và đây thì có một công tắc là để các bác bật chế độ cắt súp. Ở đây có hai chiếc áp, là một chiếc áp này để cắt súp này. Bác bật cái công tắc này sang chế độ on là nó sẽ lấy tín hiệu từ hai kênh này chuyển sang qua công tắc này và đi vào những con DC này và kết hợp với cái chiếc áp này để cắt giải cao, để lại giải trầm, giải súp và tín hiệu sẽ được đưa vào kênh súp. Nên là khi các bác bật chế độ on ở cái này thì các bác không cần thiết là phải chỉ cần cắm 2 dây thôi, không cần cắm 3 dây bên này nhé. Cái dây bên này thì dành cho các bác là tắt cái chế độ cắt súp này đi và cắt súp ở trên vang hoặc là cốt server thì các bác sẽ cắm 3 dây. Còn cái linh kiện bên này thì dành cho phần âm sắc xử lý tín hiệu đầu vào cho hai kênh full. Và đây là cái mạch công suất cho hai kênh full của mã là 2002. Cái dòng đẩy này thì nó sử dụng là hai loại sò, một loại sò là LGV kép ở tầng thúc và một loại sò là Toshiba có mã là 5200-1943. Mỗi kênh này thì nó đạt công suất khoảng 600W trên một kênh. 600W trên một kênh full. Đây là một kênh các bác này, dơ le đóng mở ra loa. Và đây là một kênh nữa. Là mỗi kênh này là 600W khi ghép nó là trở kháng là 8 ohm. Linh kiện thì sử dụng là hoàn toàn là linh kiện cắm. Và đây là em quay cận cảnh cái linh kiện nhé. Quay chi tiết luôn các bác xem này, linh kiện còn rất là mới và sạch. Ở bên em vệ sinh thì chỉ sử dụng là chổi thôi, chỉ dùng chổi quét và dùng máy hơi xịt bụi để cho nó đảm bảo về cái chất lượng của máy các bác nhé.
Đây các bác để ý là những cái keo này, keo chân sắt nó còn nguyên zin nhé, đấy, không không hề tháo một chút nào. Hai cái này là 6 trong mắt và kênh bên này là kênh súp này. Kênh súp thì sử dụng là hoàn toàn là sò của Toshiba. Cái dòng sò này thì nó súp cũng khá là sâu. Và kênh này thì nó đạt công suất ở với cái mã 2002 thì kênh súp này nó sẽ đạt là 1000W trên một kênh súp này các bác nhé. Đó, và đây là những con mút phép ở cái tầng bù áp để đóng mở điện áp cao cho những con sò này hoạt động khi chúng ta mở tín hiệu lớn. Và dòng đời này sử dụng là công nghệ mạch Class H. Linh kiện còn khá là mới và đẹp sạch. Sử dụng hoàn toàn bằng linh kiện cắm. Và linh kiện với Adidas thì các bác là biết là nó rất là chất rồi. Và với cái dòng đẩy ba kênh này thì em đã giới thiệu rất là chi tiết ở trong clip trước rồi. Và với con đẩy này thì các bác có thể sử dụng để có các phương án phối ghép. Hai kênh full này các bác là sử dụng để ghép một cặp loa full bass 30 hoặc bass 40 từ 190 côn 76 một cặp các bác nhé. Và cái súp này các bác có thể sử dụng để ghép với một quả loa súp bass 50 hoặc bass 40 từ 220 côn 100. Đấy, có nghĩa là con đẩy này sử dụng cho gia đình cũng khá là hợp lý khi các bác sử dụng ghép một cặp full 30 hoặc 40 và một quả loa súp hơi bass 50 hoặc bass 40. Và em cũng xin báo giá để các bác có thể nắm được và cân đối với mức tài chính giữa mã 2002, 2008 và 3006. Mã 2002 này thì ở cái thời điểm hiện tại này thì bên cả anh em sẽ giao bán với mức giá là 5.400.000 đồng trên một con, giá bán bao ship đến tận nhà cho các bác và hàng bao ship 100%. Đồng thời là bên em sẽ áp dụng cái chính sách là bảo hành 12 tháng để các bác yên tâm sử dụng. Các bác lưu ý là bên em sẽ bảo hành những con đẩy bãi này là 12 tháng các bác nhé. Đó, tính từ ngày bán cho các bác. Đấy, mã này là 5.400.000 đồng trên một con. Và tiếp theo sẽ là cái mã cao hơn là mã 2008 này. Mã này 2008 nhé. Và đây là hình thức mặt trước của mã 2008. Thì cái phần lưới này thì cũng có con thì nó còn cái lưới sắt. Khi vận chuyển cái lưới sắt thì nó rất bị rơi các bác. Đây này. Cái lưới sắt này thì nó chỉ kẹp 4 cái ghim ở 4 khóc này thôi, 4 ghim 4 góc, nên là khi vận chuyển nó rất dễ bị rơi. Và rơi thì người ta bỏ qua, người ta không nhặt lại cho mình, vì là hàng bãi rồi, đã qua sử dụng rồi nên họ bỏ. Thế thì về bên em đã khắc phục bằng việc là cắt một cái miếng lưới này. Cái miếng này, lưới này thì nó như cái lưới căng loa đấy, thì để cái tác dụng là để chắn bụi khi quạt nó chạy, nó hút gió bên trong thì để nó chắn bụi lại. Và nó vẫn đảm bảo với cái độ thẩm mỹ các bác nhé, vẫn đảm bảo với cái độ thẩm mỹ đẹp cho các bác. Đấy, không vấn đề gì. Ở đây là phần linh kiện bên trong của mã là 2008. Mã 2008 thì sử dụng cái biến áp nguồn to hơn so với lại 2002. Đường kính nó khoảng 17-18 cm, chiều cao vẫn là 12 cm. Và nó đánh là cái điện áp là cao hơn. Vẫn sử dụng công nghệ mạch là Class H. Và cầu diode này, mắt trên thanh nhôm này. Và đây là tụ. Tụ của 2008. Là tụ của 2008 này các bác. Đó, 2008 này. Để sử dụng tụ là 100V 6.008 microfarad. Nó sử dụng hai loại tụ đấy các bác. Đây, những con tụ này là 80V 10.000 microfarad, và những con này là dành cho cái súp này có điện áp lớn hơn là 100V 6.800 microfarad. Và những con tụ bên này là dành cho kênh full và mạch xử lý tín hiệu đầu vào. Đó, cũng như con 2002 các bác nhé. Hai cây này dành cho full này, tín hiệu vào cho full này. Cây này dành cho súp này, có chế độ cắt súp này và công tắc gạt là chế độ on sang chế độ cắt súp này. Và sử dụng những con opam khuếch đại thuật toán xử lý tín hiệu đầu vào bằng 5532, con IC 5532. Ở đây các bạn thấy là linh kiện rất là đẹp không? Có tên của thương hiệu Eric ở trên mạch luôn này. Con này cũng có nhé, mã này cũng có này. Đó. Và về với công suất của cái mã 2008 thì các bác thấy là cái mã 2002 thì nó thiếu một con sò chỗ này. Từ 2008, 3006 thì nó sẽ thêm một con sò chỗ này cho mặt trên và mặt dưới. Và vẫn sử dụng cái dòng sò đến từ thương hiệu chủ yếu là Toshiba, những con sò chính là Toshiba, con lái của Toshiba này. Và sử dụng ở đây là hai con sò của thương hiệu LG để đóng mở điện áp cao. Thay bằng những con mút phép thì ở đây họ sử dụng hai con LG để đóng mở điện áp cao cho những con sò bên trong này khuếch đại ra loa hoạt động này. Và đây là những cái linh kiện, các bác thấy là cái hai kênh full này nó rất nhiều linh kiện này, sử dụng linh kiện cắm, nó có rất nhiều linh kiện nên chất âm của hai kênh full này tiếng nó rất là hay và chi tiết.
nó đáp ứng các giải rất là tốt, sáng tiếng cho hai cây full này. Hai cây này thì với mã 2008 thì hai cây này công suất nó đạt khoảng 700W các bác nhé, 700W trên hai cây này, 7 đến 800W trên hai cây này. Và hai cây này thì các bác có thể sử dụng để ghép với hai cặp loa bát 30. Con này có thể sử dụng hai cây full này để ghép với hai cặp loa bát 30 từ 190/76 để đảm bảo cho các bác là đánh căng đét và đảm bảo độ bền, chất âm hay. Cây trúc ở bên này thì nó đánh ở điện áp cao hơn. Sò thì chúng ta nếu mà đếm sò thì nó bằng nhau, nó không nhiều sò hơn, tuy nhiên thì nó đánh ở cái điện áp cao hơn lên tới 100V đối xứng ở điện áp cao. Con này thì chỉ 90V thôi, 90V thôi. Con này nó nên đánh ở điện áp cao hơn là 100V đối xứng ở điện áp cao thì công suất nó đạt khoảng 1200W trên một cây này, 1100-1200W trên một cây này. Thì cây này chúng ta có thể sử dụng để ghép với một cặp loa súp hơi bát 40 hoặc là bát 50 từ 220 cùng 100, đánh một cặp luôn các bác nhé. Đấy, con này thì đánh được công suất lớn hơn. Và tuy nhiên thì các bác cũng tính toán nên phù hợp với lại công suất loa của gia đình thôi, cũng không nên mua những cái mã nó quá lớn để nó lãng phí tiền và lãng phí công suất cũng không sử dụng hết. Ở đây này em báo cái mức công suất là các bác đánh là đã là dư rồi nhé. Thế nên là các bác cứ sử dụng cái mã nào nó hợp lý với gia đình thôi. Linh kiện thì rất là đẹp rồi, cam kết là còn nguyên zin 100%. Và em cũng xin báo giá của mã 2008 để các bác thể nắm được này. 2008 ở cái thời điểm hiện tại thì bên em sẽ giao bán mức giá là 5.900.000 đồng trên một con, giá bán bao ship và bảo hành 12 tháng. Đó. Nát nữa thì em sẽ đi quay hết những con phía bên dưới kia để các bác có thể nắm được về tình trạng của từng máy. Tiếp theo thì là một con đến từ mã 3006, nó chỉ khác cái tên là Lodan thôi. Thế còn Eric với Lodan thì nó là một. Đây, 3 chiếc đáp này, chiếc đáp số 1 là dành cho cây súp, 2 chiếc đáp này là dành cho hai cây full. Mặt trước thì đã vệ sinh thì nó còn được tương đối là đẹp các bác nhé. Và đây là phần linh kiện bên trong. So với mã 2008 thì cái chiếc biến áp này nó lại lớn hơn một chút. Đấy, cứ mỗi mã công suất lớn thì biến áp nó lớn hơn một chút và nó cấp ở cái điện áp cao hơn một chút cho hai kênh full và kênh súp này. Đấy, còn các linh kiện như tụ thì con này thì nó sử dụng cũng thế thôi. Nhưng con tụ bên này đánh những cái điện áp lớn hơn cho kênh súp thì nó là 100V, 10.000 microfarad. Và những con bên này là 80V, 10.000 microfarad. Đây, vỉ đuôi này, linh kiện còn sạch tinh các bác nhé, cái bên mạch này. Đấy, bên mạch chỉ vệ sinh bằng cách là thổi bụi và những cái keo rắc thì nó còn nguyên zin mà đã được sạch như thế này rồi. Đấy, các bác thấy là máy nó còn quá là sạch, sáng bóng luôn này. Ở đây là kênh full các bác nhé, tụ đẹp này, tụ phẳng đét này. Và đây là kênh full, em sẽ bật cái đèn flash lên để các bác xem nó nét hơn này. Đó, này cái full các linh kiện còn khá là sạch và còn khá là đẹp đấy. Và mã này là 3006 thì so với mã 2008 thì nó chỉ nhỉnh hơn cái biến áp này thôi. Sò thì nó như 2008, sò như 2008 nhưng nó sẽ hoạt động ở cái điện áp cao hơn cho hai kênh full và kênh súp các bác nhé. Hai kênh này thì nó sẽ đạt là cỡ khoảng tầm 800-900W trên một kênh, 900W trên một kênh full này. Thì với con này thì các bác lại có thể ghép được hai đôi loa bát 40 hoặc hai đôi loa bát 30 từ 190/76. Nói chung với các bác nào mà đã chơi có chơi loa súp kèm vào với loa full thì thường các bác là setup thì các bác sẽ cắt bớt tiếng bát ở loa full đi để cho cái loa súp ấy nó đảm nhiệm cái giải bát, thì nó sẽ nhẹ cái đẩy ở kênh full này đi, nhẹ công suất ở cái đẩy kênh full này đi. Và các bác có thể ghép với mã 3006 này thì kênh hai kênh full này các bác có thể ghép được hai cặp, tối đa là hai cặp bát 40 từ 190/76 hoặc là một cặp bát 40 cùng 100 dành cho cái kênh full này. Đó, kênh full này các bác nhé. Hoặc là hai cặp loa bát 30 thì đều được. Nói chung là với cái mã này thì có rất nhiều các phương án để các bác phối ghép. Và bên cái súp này thì các bác có thể ghép tối đa với hai quả loa súp bát 50 từ 220 cùng 100. Con này thì nó đánh ở lại áp cao hơn so với con 2008 các bác nhé, nguồn to hơn này, nguồn to hơn này, và nó sẽ cấp cái điện áp lớn hơn. Con này thì em cũng xin báo giá để các bác có thể nắm được. Mã 3006 thì bên em sẽ bao bán ở cái mức thời điểm hiện tại là 6.300.000 đồng trên một con này, giá bán cũng bao ship và bảo hành 12 tháng. Giữa con
Con này là trọng lượng của nó là 30 cân này, 30 cân. Con này để xích sát 30 cân và con bên kia là 27 cân, 27 kg. Thì phí vận chuyển của bên em khi vận chuyển thì các bác vào trong những khu vực xa như miền Nam chẳng hạn thì con này bên em sẽ vận chuyển cước nó khoảng tầm trên 300.000 trên con đẩy này. Đó. Và những con đẩy này trọng lượng con nặng nó nặng thì em cũng các bác cũng xin lưu ý là bên em sẽ phải cần các bác là cọc tiền trước bằng cái tiền cước để các bác cọc với con đẩy này, có thể là bác ở xa thì có thể cọc trước cho em 500 cho tới 1 triệu thì bên em sẽ ship hàng các bác nhé. Với những cái sản phẩm nặng như thế này bên em yêu cầu bắt buộc các bác phải cọc thì bên em mới gửi hàng được. Ok, thì phía sau này là có một con, duy nhất có một mã này thôi. Mã này là 3.900 thì duy nhất có một con. Ở đây, mặt trước của nó này. Mã này là công suất lớn hơn và cũng lớn nhất ở trong cái lô đẩy 3 kênh này. Mặt trước thì khá là đẹp phải không ạ? Con này thì cái nguồn biến áp của nó lại lớn hơn so với mã 3.600, khủng hơn này. Gần đẫy 20 cm các bác nhé. Chiều cao thì như nhau rồi. Và tất nhiên là cái áp cấp thì nó sẽ lớn hơn rồi so với những cái mã kia. Và về kênh full của cái con đẩy này thì áp cấp của biến áp nó đưa ra kênh full này là cũng lớn hơn, nó là một gần như là 100V đối xứng ở cái áp cao ấy. Thì hai kênh này các bác có thể ghép được một cặp full đôi hoặc là hai cặp loa bắt 40 từ 220 cùng 100 ở cái kênh này. Đấy, có thể ghép được một cặp full đôi bắt 40 từ 220 cùng 100 hoặc là tối đa là hai cặp 40 từ 220 cùng 100 các bác nhé. Cái linh kiện thì em sẽ quay chi tiết để các bác có thể nắm được này. Tất cả là cam kết là còn nguyên zin. Đó, linh kiện còn rất là sáng và sạch. Rất tiếc là cái mã này thì nó chỉ về được một con thôi. Rất là đẹp các bạn. Ở đây là tụ này. Tụ nha các bác nhé. Đây cũng 12 tụ. Dung lượng thì con này tụ là đi cũng bên này là 80V 10.000 mi và bên này vẫn là 100V, nó được đấu nối tiếp nhau. Đây, tên thương hiệu Oric vẫn đầy đủ các linh kiện như những con khác. Cây này thì sẽ ghép được một đôi bắt hai đôi bắt 40 là cô 100. Cây súp bên này thì nó khỏe hơn rất là nhiều so với mã 3.600 và 2.800. Và đây thì các bác để ý là chỗ này thì nó thêm một sò so với mã 3.600 và 2.800 này. Đó. Thì cây súp này các bác có thể cũng ghép thoải mái với lại một cặp bát, có một cặp súp đơn bát 50 từ 220 cùng 100 thì đảm bảo nó đánh bền và đưa ra chất âm hay. Ở đây thì con này nó thêm hai con mốc phét ở chỗ này nữa. Mã 3.600 và 2.800 thì chỉ có 4 con thôi. Ở đây thì thêm hai con mốc phét ở đây nữa. Đó, nguồn to hơn các bác nhé. Và duy nhất có một con này thì em sẽ giao bán với mức giá là 6.500.000 đồng bao ship, 6.500.000 các bác nhé, hàng bao ship 100%. Clip cũng đã dài rồi thì em sẽ quay lướt một lượt về những con còn lại để các bác có thể nắm được về tình trạng của những con còn lại các bác nhé. Cái mã này là 2.200 này, mặt trước đẹp này. Ở đây là các linh kiện bên trong. Tụ thì con nào cũng phẳng đét và cam kết là tất cả còn nguyên zin 100%. Và tiếp đây là mã 3.600. Mã 3.600, mặt trước thì vệ sinh đi thì nó đều đẹp như nhau thôi. Ở linh kiện bên trong này, biến áp nguồn có một cái miếng nót nhựa để bảo vệ cái biến áp. Nó về cùng lô thì cái độ đẹp thì nó gần như là giống nhau. Đây lại mã 2.002 này. Đó, mã 2.002. Con này là 2.800. 2.800 này. Các bác xem cái mã nào phù hợp với cái nhu cầu chơi của mình thì các bác có thể liên hệ bên em để bên em tư vấn thêm. Con này là 2.800 này. Đó. Tiếp đến là 2.800. Còn một số con 3.600 thì anh em thợ chưa vệ sinh đến. Vẫn còn để ở bên kho. Bên kho thì bên em còn tổng là hơn chục con nữa chưa vệ sinh đến. Và trong ngày hôm qua thì em có đăng clip để giới thiệu hàng về thì đã có một số bác khách đặt tiền. Đặt tiền để đặt những cái mã đẩy này. Còn tất cả đều đẹp như nhau các bác nhé. Ở đây là cái con này chưa vệ sinh các bác này. Con này em bê sang đây để quay các bác xem. Con này là 2.800 chưa vệ sinh nhé.
cái hàng vãi về thì chưa vệ sinh thì nó sẽ trong tình trạng như thế này này. Đây thì nhiều một số bác thì hay nói cái câu đùa vui là còn nguyên bụi tây. Ở đây mới chính là hàng vãi này, hàng vãi nguyên bụi tây này. Thì trong quá trình sử dụng thì em cũng xin nói qua một chút này, thì quạt nó sẽ hút gió vào, hút qua các khe này, thổi từ trước về sau thì chắc chắn là nó sẽ sử dụng lâu dài thì nó sẽ hút bụi và bụi nó sẽ thổi, nó sẽ bám vào những cái linh kiện và tản nhiệt này, thì cái này thì không tránh được nhé. Thì các bác sử dụng ở gia đình khoảng 2 đến 3 năm thì các bác nên tháo lắp ra và mang ra ngoài có máy hơi hoặc máy sấy tóc để các bác xịt sạch đi và các bác phơi khô hoặc là sấy khô thì các bác vào sử dụng thì nó đảm bảo về cái độ bền nhé. Đấy, bụi này thì chỉ dùng cái máy hơi xịt thôi và lấy chổi quét là sạch thôi. Đấy, còn lại các linh kiện nó vẫn cứ sáng sạch đẹp, cái bụi này thì không tránh được. Chúng ta sử dụng thì nó có quạt gió nó hút vào, nó không như một cái số dòng âm ly là không có quạt thì nó không có bụi mấy, nó cũng có nhưng nó ít. Nhưng cái dòng này thì quạt nó hút bụi vào thì nó bẩn hơn. Ở đây con này là chưa vệ sinh như các bác nhé, thì linh kiện này này nó vẫn cứ sạch đẹp thôi. Đấy, chỉ cần xịt và lấy chổi quét là nó sẽ sạch đẹp thôi. Cái con này em quay luôn những con chưa vệ sinh nhé. Đây tụ này, tụ bụi này cũng chỉ quét là sạch thôi. Đó. Đó. Và em cũng đã báo giá tất cả các model ở đây rồi. Nếu bác nào có nhu cầu mua model nào thì liên hệ cho bên em nhé. À, vâng, và bây giờ thì em sẽ sang kho và quay qua một chút về những con đẩy còn lại ở bên kho để các bác có thể nắm được về tình trạng của hàng. Và bác nào có nhu cầu mua thì hãy vui lòng liên hệ bên em qua số điện thoại trên góc tay phải màn hình video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Dạ vâng, và trong kho nhà em thì hiện tại còn 18 con đẩy nữa, anh em thợ chưa vệ sinh đến. Và đây là hàng vãi về còn nguyên bản, chưa vệ sinh thì nó sẽ có bụi bẩn bám vào các bác này. Đó, và sau khi vệ sinh thì nó sẽ đảm bảo với cái độ thẩm mỹ cũng như độ ổn định khi hoạt động. Ở trong cái đống này là còn 18 con và vẫn còn các mã như 2008, 2002 và 3006. Ở cái đống này thì anh em thợ bên em sẽ vệ sinh trong khoảng 2 ngày nữa là sẽ xong hết cái đống này. Nó tổng cái lô này về thì được 30 con, thì trong ngày hôm nay thì đã có 4 đến 5 bác khách cọc tiền rồi. Thì trong ngày mai thì em sẽ test và gửi những cái đơn hàng ngày hôm nay các bác khách đã cọc tiền. Hàng về thì chưa có vệ sinh nó sẽ bụi bẩn như thế này. Sau khi làm công tác là vệ sinh và test chạy ok thì sẽ giao bán tới các bác, đảm bảo là khi bán cho các bác là nó sẽ đảm bảo với cái độ đẹp về thẩm mỹ, hình thức bên ngoài và các linh kiện bên trong là sẽ sạch bụi bẩn hay đảm bảo với cái độ nó hoạt động là ổn định hơn. Con này mã này là 2002 các bác nhé, 2002 chưa vệ sinh này. Đó. Chưa vệ sinh thì hàng vãi về nó sẽ có bụi bẩn, cái này thì không tránh được vì hàng vãi đã qua sử dụng nên chúng ta phải chấp nhận cái độ nó có bụi bẩn. Chúng ta sử dụng khoảng 2 năm thì nó cũng bụi bẩn như thế này thôi. Đây, con này là mã 2008 này, khi chưa vệ sinh các bác nhé, nó cũng tương đối nó sạch rồi. À, vệ sinh thì bên em chỉ sử dụng máy hơi xịt và dùng chổi quét thôi. À, một ngày một bác thợ có thể vệ sinh được 8 đến 10 con. À, trong cái lô này thì sẽ vệ sinh mất 2 ngày nữa. Ok, và quay trở lại phần giới thiệu con đẩy đã được vệ sinh sạch sẽ các bác nhé.